Cô dâu Trung Quốc sống ở Việt Nam 5 năm, tiết lộ đàn ông Việt Nam không hề siêng ăn nhắc làm như người Trung Quốc vẫn nghĩ. Việt Nam Stronger xin chào các bạn khán giả thân yêu. Các bạn thân mến, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng thân cận, núi sông nối liền một dải, tưởng chừng rằng sẽ thân thiết và hiểu biết về nhau lắm cơ. Thế nhưng sự thật thì luôn đau lòng các bạn ạ. Thân ai nấy lo thì có, người Trung Quốc chẳng hiểu mô tê gì về Việt Nam cả. Bằng chứng là những khi nghe họ đánh giá hay là nhận xét bất kỳ điều gì về đất nước Việt Nam, chúng ta chỉ biết ngán ngẩm than chơi. Chẳng hạn như ở Trung Quốc lâu nay luôn tồn tại một cái định kiến rất kỳ lạ về Việt Nam. Cụ thể, trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người cho rằng là đàn ông Việt Nam là những người lười nhác, không biết làm lụng, mọi việc trong gia đình do phụ nữ quyết định, đàn ông chỉ biết ăn, không biết làm gì. Cho đến khi mới đây, một cô gái Trung Quốc làm dâu ở Việt Nam được 5 năm đã quá tức giận phải lên mạng đăng một chiếc video để khẳng định đàn ông Việt Nam không hề lười biếng. Bài nói của cô ấy quá thuyết phục khiến netizen Trung Quốc câm nín đứng hình. Vậy cô ấy đã nói gì? Hãy cùng Việt Nam Stronger đi nghe ngóng ngay bây giờ các bạn nhé! Đây chính là cô gái Trung Quốc mà mình đã nhắc đến ở đầu video. Cô ấy tên là Tiểu Ly, lấy chồng ở miền núi phía Bắc Việt Nam và hiện tại đã sống ở Việt Nam được 5 năm rồi. Trong một video của mình, cô ấy đã chia sẻ vấn đề rất được quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Đó là rốt cuộc thì đàn ông Việt Nam có lười biếng như là những gì báo chí Trung Quốc đăng tải hay không? Video này có tiêu đề: Đàn ông Việt Nam có thực sự không phải đi làm và chỉ có phụ nữ đi làm để nuôi gia đình? Trước khi đọc bình luận của netizen thì chúng ta hãy cùng lắng nghe xem Tiểu Ly đã nói những gì nhé! Xin chào mọi người, tôi là Tiểu Ly, tôi sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc. Theo tôi nhìn thấy thì xã hội Trung Quốc vẫn còn giữ nhiều nét truyền thống. Phụ nữ có nhiều nghĩa vụ gia đình hơn đàn ông và nói chung là thiệt thòi so với phụ nữ các nước phương Tây. Có lẽ chính vì vậy mà các bạn nghĩ rằng đàn ông ở Việt Nam cũng giống như đàn ông ở Trung Quốc, rất nhu nhược và phụ thuộc mọi thứ vào tay người phụ nữ. Nhưng tất cả điều đó là sai lầm. Ban đầu trước khi lấy chồng Việt, tôi cũng khá lo lắng. Thế nhưng tôi sống đã 5 năm nay, phụ nữ Trung Quốc khi lấy chồng Việt vẫn thoải mái và được sống tự do. Tôi vẫn có thời gian chăm sóc sức đẹp, trau dồi kiến thức xã hội, đọc sách, đi xem hát, gặp bạn bè nói chuyện về đủ thứ. Người phải làm việc nhiều hơn trong gia đình là chồng tôi và bố chồng tôi. Tôi và mẹ chồng ở nhà nấu ăn và làm đẹp, cuộc sống rất thoải mái. Chồng tôi rất văn minh, có trách nhiệm, giàu tình cảm, trung thực và nhiệt tình san sẻ mọi thứ từ tâm tư đến việc nhà. Tôi cũng may mắn khi có bố mẹ chồng rất hiểu chuyện, tốt tính và tâm lý. Chồng tôi có công việc tốt và anh ấy làm việc rất chăm chỉ ở thành phố, còn bố chồng tôi làm lụng tuy vất vả nhưng rất hạnh phúc trên cánh đồng. Đó là toàn bộ bài nói chuyện của cô gái. Để chứng minh cho lời nói của mình, ngay sau đó cô ấy đã đi ra ruộng bậc thang của nhà mình để quay cảnh bố chồng đang làm việc. Trong video thì có rất nhiều người đàn ông đang làm việc và nở nụ cười tươi, khác hẳn với suy nghĩ của người Trung Quốc về đàn ông Việt Nam. Rõ ràng là cánh mày râu Việt Nam làm trụ cột gia đình rất giỏi, họ lo công việc và sự nghiệp bên ngoài để chăm sóc cho gia đình của mình. Tuy nhiên, có vẻ như netizen Trung Quốc vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật này. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng lướt xuống phần comment xem họ nói gì. Không phải đàn ông Việt không làm việc, mà là họ không chăm chỉ bằng đàn ông Trung Quốc, cũng không tốt bằng đàn ông Trung Quốc. Đàn ông Trung Quốc rất chiều vợ. Đàn ông Việt Nam cũng làm việc như vậy nhưng ít làm việc nhà hơn. Phụ nữ Việt Nam đức hạnh hơn, họ cho rằng việc nhà nên để phụ nữ làm. Một hướng dẫn viên du lịch người Việt từng nói với chúng tôi, đàn ông Việt có thể ngồi nửa ngày bên tách cà phê và vài người bạn, họ lười lắm đúng không? Nói chung, đàn ông Việt Nam không chăm chỉ bằng đàn ông Trung Quốc và phụ nữ Trung Quốc kém chăm chỉ hơn nhiều so với phụ nữ Việt Nam. Không có tuyệt đối, chỉ có tương đối. Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần kể từ khi còn nhỏ. Ấn tượng của tôi là người Việt Nam cần cù, tốt bụng, đồng cảm, nhẹ nhàng và đạo đức. Tôi rất thích nó. Sở dĩ đàn ông Việt không siêng năng là vì so với đàn ông Trung Quốc, nếu đàn ông Trung Quốc không siêng năng sẽ không lấy được vợ, còn ở Việt Nam dù giàu hay nghèo cũng có vợ. Đàn ông ở Việt Nam thường có một lúc 2 đến 3 người vợ, họ thường uống bia rượu rất nhiều và tình trạng đánh đập vợ diễn ra khắp nơi, cô gái đang bật tín hiệu SOS. Con gái Việt Nam chỉ thích những soái ca Trung Quốc, trai Việt Nam không dễ dàng để lấy vợ, điều đó thật trớ trêu đúng không? Tôi sợ rằng những người xinh đẹp như vậy đều sẽ lấy chồng nước ngoài, để lại hơn 3.000 người đàn ông Trung Quốc không thể có vợ. Đàn ông Việt Nam thích đội mũ xanh, không đi làm ruộng, không làm việc chân tay. Họ còn thích đi dép lê quanh năm trông không hề đẹp. Ở Việt Nam, phụ nữ là người làm thay tất cả công việc cho đàn ông. Phụ nữ thường sẽ hối hận sau khi kết hôn, có một câu cửa miệng rằng tôi thật mù quáng khi kết hôn với anh. Người Việt có nét giống như Mã Lai, nhìn họ nhỏ xinh và khá lùn, đàn ông trông gầy và khá khổ sở. Đứng với cô gái xinh đẹp như thế này thì thật là đáng tiếc cho cô bé. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi nghĩ đàn ông Trung Quốc có nhiều như vậy, tùy tiện chọn vài người cũng dư sức đè bẹp Việt Nam. Các bạn nữ Trung Quốc ơi, hãy phản công tự vệ khi gặp nam nhân Việt Nam. Ở Trung Quốc hiện tại nhiều nam hơn nữ, chúng tôi muốn giữ phụ nữ ở lại, đừng để mọi việc trầm trọng hơn.
Tôi cảm thấy các chàng trai của Việt Nam không đẹp trai và tài giỏi bằng Trung Quốc. Nhan sắc của cô gái thật làm rung động trái tim tôi. Nhưng em ấy đã chọn lấy chồng Việt Nam. Mong rằng em sẽ hạnh phúc. Đọc bình luận xong thì mình vẫn kết luận rằng nhìn chung, người Trung Quốc vẫn luôn cho họ là thiên nga, còn ở Việt Nam mãi luôn là con vịt xấu xí. Nói chung thì đàn ông Trung Quốc là nhất, không ai dám giành với các bạn hết. Nhưng với riêng mình, đàn ông Việt Nam không chỉ đẹp mà còn rất biết lo làm lụng, họ rất tài giỏi và thông minh. Đặc biệt là đàn ông Việt lúc nào cũng ga lăng, thoải mái và thường không bao giờ đi soi mói hay là chê bai người khác như là các bạn khán giả Trung Quốc đâu ạ. Nên suy ra lấy chồng Việt Nam khổ hay sướng vẫn còn tùy vào nhiều yếu tố lắm. Chứ không phải là cứ nhắc đến đàn ông Việt Nam là lại gắn cho cái mác nghèo nàn, lạc hậu, điều đó thật là thiếu công bằng. Tại sao mình phản đối quan điểm cho rằng đàn ông Việt Nam lười biếng? Vâng, có 1.000 lý do để chứng minh cho năng lực, trí tuệ và tinh thần có trách nhiệm của đàn ông Việt Nam, thậm chí ăn đứt cả đàn ông Trung Quốc. Các bạn Trung Quốc có định kiến rằng đàn ông Việt không làm mà chỉ ngồi rung đùi, chờ phụ nữ làm thay, đó là một hiểu lầm tai hại. Ngày nay thì đàn ông Việt Nam rất nhiều người có trí thức, họ dần học được cách ứng xử tốt hơn ngày trước. Những tính xấu xa xưa ấy thì bây giờ hiếm gặp lắm. Đàn ông Việt Nam sáng cà phê, chiều đi nhậu, nhưng trong đầu họ toàn tính chuyện làm ăn. Có làm, có chơi, đó mới đúng là phong cách của đàn ông Việt Nam chúng tôi. Mà tất nhiên là không phải toàn bộ đàn ông Việt Nam đều ham nhậu sau khi tan sở. Rất nhiều người được tặng danh hiệu người chồng, người cha gương mẫu. Ngoài việc công sở thì họ lo chuyện gia đình, đón con, dạy học là hình mẫu của rất nhiều chị em hiện nay. Anh nào lo ăn không lo làm thì đố mà được chị em chúng tôi dòm ngó. Trong khi đó thì cư dân mạng Trung Quốc luôn miệng đề cao đàn ông nước họ. Nhưng cứ thử nhìn sang Trung Quốc mà xem. Ôi, đã từng có rất nhiều cô dâu Việt ôm mộng đi lấy chồng Trung Quốc. Kết quả là sang đó không khác là mô xin là bao nhiêu. Nhưng vì thương con, họ đành ngậm ngùi chấp nhận và chẳng thể trở về quê hương Việt Nam. Trong khi ngược lại, cô dâu Trung Quốc nào lấy chồng Việt Nam cũng được yêu thương, nâng niu, trân trọng, hạnh phúc hết. Mình cũng chưa thấy cô gái Trung Quốc nào lấy chồng Việt Nam mà lên mạng than thở cả. Nếu xét về độ đẹp trai, thương vợ và biết chăm lo cho gia đình, nhìn chung mà đánh giá thì đàn ông Việt Nam ăn đứt đàn ông Trung Quốc. Ít nhất là đàn ông Việt chẳng đem phụ nữ ra làm món hàng để trao đổi mua bán như là các anh lớn tuổi mà ế vợ ở Trung Quốc đâu. Dù sao thì mình cũng có đôi điều nhắn nhủ, rất hy vọng trong tương lai các anh em Việt Nam hãy cố gắng nhiều hơn để người ngoài họ thấy rằng chúng ta không hề thua kém nam giới bất cứ nước nào. Và mình chắc rằng những bạn nam nào bình luận vào video này đều vô cùng đẹp trai và tài giỏi đấy. Các bạn xứng đáng có 10 người yêu. Đùa một tí thế thôi, chứ đến giờ phút này mình cũng phải tạm biệt các bạn rồi. Hãy bình luận bên dưới những quan điểm của các bạn nhé. Đến đây thì Việt Nam Stronger phải nói lời tạm biệt tất cả các bạn để khép lại video. Chúc các bạn có những phút giây xem video vui vẻ. Đừng quên cho mình một like, một comment và đăng ký kênh để mình có nhiều động lực làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.